địa đầu của Tổ quốc, vùng đất Hà Giang lưu giữ nhiều di tích lịch sử theo dòng chảy của thời gian. Để được trải tầm mắt giữa cảnh sắc còn nguyên sơ nơi cao nguyên đá kỳ vĩ nhưng mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Du lịch nơi đây ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo du khách đến từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế. Những nẻo đường nơi cao nguyên đá Đồng Văn uốn lượn, quanh co, bám vào sườn núi đá được điểm xuyết qua những cánh đồng hoa tam giác mạch. Trong thời tiết se lạnh đầu đông, khói bếp lên từ những bản làng nhỏ mang lại sức sống cao nguyên đá như sưởi ấm lòng du khách. Trong hành trình rong ruổi các cung đường để đến điểm cực bắc của Tổ quốc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng đèo Mã Pì Lèng, một trong những tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc. Nằm ở độ cao hơn 1.200m, đèo Mã Pì Lèng có cung đường mang tên Đường Hạnh Phúc, nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Đứng tại nơi đây, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ thu chọn toàn cảnh cao nguyên đá hùng vĩ, với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu. Sông Nho Quế như dải lụa xanh ngọc, quanh năm êm đềm, chảy dưới chân đèo Mã Pì Lèng. Đi thuyền trên sông Nho Quế, du khách được đắm chìm trong phong cảnh thủy mặc đẹp như tranh vẽ. Xa xa nơi sông Nho Quế như thu mình lại là hẻm tu sản kỳ vĩ, tạo nên địa hình có kiến tạo địa chất đặc biệt và đẹp nhất Đông Nam Á. Hà Giang là một cái địa điểm mà em đã mong muốn đến đây rất là lâu rồi. Trong nhân dịp Tết này là tụi em được nghỉ rất là nhiều ngày hơn. Vậy cho nên là quyết định là sẽ hai đứa con gái và đi phượt Hà Giang trong chuyến này. Chỉ có cảm giác là wow thôi, như tới cảnh nào cũng wow thôi. Và nhất là ở sông Nho Quế này, ở địa điểm này gọi là Say the best for the last. Dạ, tuyệt vời chứ. Dinh thự Vua Mèo hay còn gọi là dinh thự họ Vương là một trong những địa điểm dừng chân nổi tiếng được rất nhiều du khách ghé thăm. Tọa lạc tại khu vực thung lũng Xà Phìn thuộc huyện Đồng Văn, đây là một trong những công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 bởi một người thợ Vân Nam Trung Quốc và cùng sự góp sức của đồng bào người dân tộc Mông, đã ghi lại những nét kiến trúc vô cùng độc đáo cùng nhiều câu chuyện bí ẩn xung quanh gia tộc này. Với lịch sử lâu đời và giá trị văn hóa đặc biệt, dinh thự họ Vương đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia năm 1993 sau gần một thế kỷ tồn tại. Cảm nhận của cô ở đây, cô rất thích Hà Giang. Hà Giang vừa cuộc sống nó vừa phẳng lặng này, con người thì thân thiện này, cảnh vật thì quá tuyệt vời. Thật là cô không tưởng tượng nổi cái cảm giác của cô đi ngồi trên xe, cô vừa thích lại vừa sợ. Tức là mình nhìn từ ở trên cao xuống những cái dốc một cái vực sâu đấy, lúc đầu là cô sợ nhưng mà sau đấy bây giờ cô quen thì cô có thể cô bao quát được toàn bộ. Tiếp nối hành trình những khúc cua tay áo hiểm trở, du khách sẽ đến được thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Đây là trung tâm du lịch nơi cực bắc của Tổ quốc, với bốn bề núi rừng, Đồng Văn là điểm nhấn đặc sắc giữa cao nguyên đá khô cằn. Mang trong mình những giá trị văn hóa đặc trưng, phố cổ Đồng Văn trầm mặc chứa đựng nét cổ của cả một quãng dài lịch sử, ghi đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Với 40 hộ gia đình sinh sống liền kề, có nét tương đồng trong kiến trúc và đồng bộ nhau từng mái ngói âm dương, màu tường chỉnh đất, đèn lồng đỏ và những nét văn hóa đặc sắc của nơi đây vẫn được giữ gìn cho đến nay. Trung tâm phố cổ là những gian chợ được làm bằng đá, là nơi giao thoa giữa lối kiến trúc Việt Hoa đầy tinh tế. Khu chợ được xây dựng vào khoảng những năm 1925-1928. Đây cũng là nơi diễn ra những chợ phiên truyền thống của vùng cao, không chỉ diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, nếp sống và ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chợ phiên Đồng Văn còn giữ chọn những nét văn hóa độc đáo và dung dị riêng níu chân du khách. Điểm dừng chân tiếp theo và cũng không thể bỏ lỡ là cột cờ Lũng Cú, được ví như dấu ấn thiêng liêng nơi địa đầu của Tổ quốc.
nằm ở xã Lũng Cú, cách trung tâm huyện Đồng Văn chừng 20 km. Đây là công trình lịch sử thiêng liêng, nơi lá quốc kỳ tung bay trong gió. Đường lên cột cờ Lũng Cú có tổng cộng 839 bậc thang, đế cột cờ cao 30m hình lục giác. Có 6 bức phù điêu với họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn. Trên đỉnh cột cao 9m là lá cờ quốc kỳ Việt Nam có diện tích 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Điều không thể bỏ lỡ khi đến với Đồng Văn, đó chính là văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó phần đa là dân tộc Mông. Mỗi dân tộc, mỗi bản làng lại mang một nét văn hóa đặc trưng riêng, khiến nơi đây đa sắc màu văn hóa. Hà Giang mang trong mình trọn vẹn trong sự hòa quyện của từng cấu trúc địa hình và những màu sắc dịu dàng của vẻ đẹp mộc mạc mà cổ kính theo suốt chiều dài lịch sử. Được hưởng nhiều ưu đãi của thiên nhiên với núi rừng hùng vĩ, nơi mây núi và đất trời hòa hợp, du lịch Đồng Văn Hà Giang mang sức sống cao nguyên, phát triển mạnh mẽ trong những năm trở lại đây, đưa du khách đến gần hơn với nét đẹp hoang sơ của núi rừng Đông Bắc.